Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Như tôi đã từng chia sẻ rất nhiều cuốn video theo định kỳ hàng tháng tại Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Cứ đến ngày rằm hàng tháng như thường lệ, Hợp tác xã lại tổ chức trưng bày giao lưu hoa cây cảnh đến với các bạn đam mê trong cả nước. Kênh Hương Sắc Đỗ Sinh sẽ truyền tải hình ảnh của những cái kỳ trưng bày hàng tháng để chúng ta cùng nhau giao lưu. Là một mô hình hợp tác xã sản xuất hoa cây cảnh, sản phẩm rất là đa dạng, được các xã viên hợp tác xã xây dựng chăm chút qua tổ kỹ thuật uốn nắn cắt tỉa đã tạo lên những cái tác phẩm rất là phong phú về chủng loại, dáng thế, cốt cách, giá cả cũng rất là phù hợp để cho anh em chúng ta, những người mới chơi, có thể có những cái lượng tài chính nhất định, vẫn có thể chúng ta có những cái tác phẩm từ 500, 700 đến 1 triệu, thậm chí vài ba triệu để chúng ta chơi. Địa điểm của Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long ngay trên đường từ đê sông Hồng ra bến phà Chu Phan. Vâng, phía bên kia là xã Chu Phan của huyện Mê Linh, Hà Nội. Cách đê sông Hồng chỉ khoảng độ 200 m. Chúng ta thấy biển chỉ dẫn Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Không chỉ những tác phẩm ở ngoài sân vườn, ngoài trời, trong căn phòng khoảng độ hơn 100 m², cũng có trưng bày những cái tác phẩm trau chuốt hơn, với kỹ thuật bonsai hoàn thiện hơn, để chúng ta cùng nhau giao lưu. Ngoài hoa cây cảnh ra còn có những cái phòng trưng bày và giới thiệu chậu cảnh, phân bón, dưỡng chất dùng cho chăm sóc hoa cây cảnh. Vâng, và đây là hình ảnh các tác phẩm được trưng bày trong căn phòng với khoảng hơn 100 m², rất là phong phú. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 âm lịch. Đỗ Sinh đăng tải video trong suốt thời gian quá trình 5 ngày của Hợp tác xã tổ chức trưng bày giao lưu, là từ ngày rằm cho đến hết ngày 20, để chúng ta cùng nhau giao lưu trực tuyến qua kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Có điều kiện các bạn đến trực tiếp được với Hợp tác xã thì sự lựa chọn của chúng ta sẽ được cụ thể hơn. Đây là quang cảnh chung. Bây giờ Đỗ Sinh sẽ đi thực tế chia sẻ cận cảnh những cái tác phẩm để chúng ta cùng nhau giao lưu. Và chúng ta đi đến một tác phẩm, đó là một cây khế này, một cây khế hai thân.
À, đây là cây khế gân với cái đường nét thân bệ và chia hai thân rất là dẻo và đẹp. Cây già lắm đó. Và Già cây lắm. cực già luôn đấy. Và cây khế tầm nhỏ, một người bê được. Và ta chuyển ống kính sang phía đối diện. Cây khế được báo giá 6,5 triệu. Và đây là số điện thoại để chúng ta giao lưu. Có hai số điện thoại, một số đánh máy và một số viết bằng bút bi. Các bạn có thể giao lưu qua số nào cũng được. Chia tay với cây khế, chúng ta đến với tác phẩm sung. Một cây sung có cái thân bệ cũng rất là độc đáo. Cây sung được báo giá là 1,2 triệu. Và tiếp theo chúng ta đến với một cây du. Cây du được báo giá 900 ngàn, quá hợp lý. Và chúng ta đến với một cây si, một cây si búp đỏ, bám đá, nhìn rất là tự nhiên.
Cây si được báo giá 3,5 triệu. Và tiếp đến một cây khế. Cây khế được báo giá 2,8 triệu. Tiếp đến là một bộ tứ linh. Trên cùng chúng ta thấy đó là cây đề, một cây đề trắng. Sau đó đến một cây đa. Vâng, tôi hiểu là đa đề si xanh, thế là hai vần D và hai vần S gì của cái chữ cái. Đây là si. Và bên này là cây xanh. Chủ nhân đặt là tứ linh. Bộ tứ linh được báo giá là 3 triệu. Ở vị trí này tôi thấy hợp tác xã bố trí cặp đối xứng, đó là hai cây bàng. Đối xứng qua một cây linh sam hoa tím rất đẹp. Cây bàng với báo giá là 900. Vâng, đối xứng qua một cây linh sam. Đúng cái dịp này cây linh sam trổ bông trông như một lãng hoa luôn. Và rất bất ngờ cây linh sam được báo giá có 600. Vâng, báo giá là có 600.
Đây là cây vàng phía còn lại. Chúng ta quan sát cái đường đi của thân cây vàng. Cây bàng với báo giá là 800 ngàn. Và qua cái toàn cảnh chung của buổi trưng bày giao lưu tại Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long, địa chỉ xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Đỗ Sinh đã giới thiệu bao quát hình ảnh chung từ ngoài sân vườn cho đến trong căn phòng khoảng hơn 100 mét vuông. Qua một số những cái tác phẩm tôi đã chia sẻ trong cuốn video này, Đỗ Sinh xin dừng hình tại đây. Kênh Hương Sắc Đỗ Sinh sẽ đăng tải liên tục trong 2 ngày 15 và 16 âm lịch hàng tháng về các cái diễn biến của những cái buổi trưng bày hoa cây cảnh tại Hợp tác xã Thăng Long. Thì các bạn thường xuyên theo dõi và biết được lịch trình cứ ngày rằm hàng tháng cho đến ngày 20 âm lịch, Hợp tác xã sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến cũng như là các anh chị các bác đến được tại vườn để chúng ta lựa chọn cho mình những tác phẩm ưng ý. Giá giao lưu chúng tôi niêm yết trên từng tác phẩm, vâng, một cách công khai, và số điện thoại giao lưu cũng trên từng tấm thẻ báo giá. Số điện thoại có hai số, một số viết in và một số viết bằng bút bi cùng hàng. Chúng ta có thể điện bất cứ số nào cũng được. Đến đây Đỗ Sinh dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình nối tiếp.